ngày 25 tháng 8, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Năm, 60 tuổi, ngụ xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy để điều tra về hành vi trộm tài sản. Tại cơ quan điều tra, ông Năm thừa nhận ngày 7 tháng 8, thấy vườn cây vạn niên tùng trên địa bàn xã Long Khánh không người trông giữ nên nảy sinh ý định trộm tài sản. Ông Năm chui qua hàng rào lưới B40 trộm 71 cây tùng La Hán và tùng Kim Cương đem về trồng tại vườn sầu riêng nhà của mình, cách hiện trường vụ trộm khoảng 500m. Ngoài ra, Năm còn khai nhận trước đó, từ khoảng tháng 1 năm 2022 đến khi bị bắt đã nhiều lần đến khu vườn này, trộm 189 cây tùng La Hán và đem về trồng tại vườn sầu riêng của gia đình. Bước đầu, tổng tài sản thiệt hại trên 35 triệu đồng.